Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con, giá mít Thái hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 5, 2023. Cập nhật giá mít tại Tiền Giang, đa số các vựa mua mít nhất với giá 25.000 đồng một ký. Loại mít nhì 15.000 đồng một ký, mít kem lớn cũng 15.000 đồng một ký. Còn mít kem nhỏ thì 10.000 đồng một ký. Mít kem loại 3 là 7.000 đồng một ký. Về phía thương lái vào vườn mua mít nhất với giá 23.000 đồng một ký, mít nhì 13.000 đồng một ký, kem lớn 13.000 đồng một ký. Mít loại kem nhỏ là 8.000 đồng một ký, mít loại kem loại 3 là 5.000 đồng một ký. Giá mít Thái hôm nay tại các địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long, thị trường bớt sôi động. Tại các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, giá mít Thái cũng giảm 2.000 đồng một ký so với hôm qua. Do giá mít giảm nên hoạt động mua bán của các vựa và thương lái không còn sôi động như trước đây. Một số vựa cho hay giá mít nhất chỉ còn 24.000 đồng một ký, mít nhì 14.000 đồng một ký, loại kem lớn 14.000 đồng một ký, mít loại nhỏ kem nhỏ 9.000 đồng một ký, còn mít loại 3 là 6.000 đồng một ký. Còn thương lái mua mít nhất với giá 22.000 đồng một ký, mít nhì 12.000 đồng một ký, mít kem lớn 12.000 đồng một ký, mít kem nhỏ 7.000 đồng một ký, còn mít kem loại 3 là 4.000 đồng một ký. Cập nhật cho mít Thái hôm nay đến đây cũng hết. Xin chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong video tiếp theo. Xin chào.